Tuổi dậu nữ mạng năm 2024 Đối với nữ tuổi dậu, cuộc sống trong năm nay có thể gặp khó khăn. Mưu cầu trong mọi việc cũng đối mặt với nhiều trở ngại, trong gia đình cảm thấy thiếu sự hòa hợp và tài chính có thể gặp thách thức. Việc đi xa không mang lại lợi ích và sức khỏe cũng có thể gặp vấn đề. Năm nay theo tử vi 2024 sẽ là năm đầy cơ hội và thử thách mới. Để đạt được thành công, bạn cần phải đưa ra quyết định khôn ngoan và tập trung vào các mục tiêu dài hạn tử vi 2024 tuổi dậu về công việc. Về công việc tuổi dậu, năm 2024 sẽ là thời điểm để bạn định hướng lại sự nghiệp của mình. Bạn cần phải tập trung vào các mục tiêu dài hạn và nỗ lực hết mình để đạt được chúng. Có thể sẽ có nhiều cơ hội mới mở ra, nhưng bạn cần phải cẩn thận khi lựa chọn để tránh đưa ra quyết định sai lầm. Tử vi 2024 tuổi dậu về tài chính. Theo lịch vạn niên 2024 thì tình hình tài chính của tuổi dậu trong năm nay sẽ là một năm có khởi sắc trong tài chính. Tuy nhiên, bạn cần phải tiết kiệm và đầu tư thông minh để duy trì tình hình tài chính ổn định. Không nên quá lạm phát chi tiêu và cần phải đối mặt với những khoản chi phí bất ngờ. Tử vi 2024 tuổi dậu về tình cảm. Tình cảm của bạn trong năm 2024 sẽ có sự cải thiện. Bạn sẽ tìm thấy người đồng hành đích thực trong cuộc sống hãy tận hưởng những khoảnh khắc đó và đầu tư thời gian và tâm huyết để phát triển mối quan hệ đó. Tử vi 2024 tuổi dậu theo từng tháng âm lịch. Tháng 1. Trong tháng bính dần, tuổi dậu sẽ đối mặt với những khó khăn trong công việc và kinh doanh, không thể đạt được như mong đợi. Tiền bạc cũng gặp nhiều trở ngại và thách thức. May mắn là tình cảm gia đình đang ổn định và mang lại niềm vui. Tuy nhiên, cần đề phòng các chấn thương liên quan đến tay chân và tập trung vào sức khỏe. Đánh giá, xấu. Tháng 2, khi tuổi dậu bước vào tháng đinh mão, tiền bạc có xu hướng tiêu pha và hao tán nhiều trong cuộc sống. Sức khỏe chưa được tốt, gặp khó khăn và kéo dài khi bị đau ốm. Về mặt tình cảm, cần chú ý đến những chuyện buồn xảy ra trong gia đình. Ngoài ra, không nên thay đổi công việc hoặc mưu cầu mới trong tháng này. Đánh giá, xấu. Tháng 3, khi tuổi dậu sang tháng mậu thìn, dự đoán mọi hoạt động liên quan đến tiền bạc sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu. Công việc làm ăn diễn ra bình thường và thuận lợi tình cảm gia đình đem lại sự yên vui. Tuy nhiên, cần lưu ý về sức khỏe, tránh đau ốm kéo dài. Đánh giá, bình thường, tháng 4, khi tuổi dậu bước vào tháng kỳ tỵ, công việc và kinh doanh sẽ có thể đạt được sự đầu tư và mở rộng. Tuy nhiên, cần lưu ý đến tình cảm gia đình để tránh xung đột và phiền muộn. Về sức khỏe, tháng này khá ổn định, bệnh tật sẽ nhanh chóng đi qua. Đánh giá, tốt, tháng 5, trong tháng canh ngọ, tuổi dậu dự đoán sẽ đối mặt với sự thay đổi trong công việc và kinh doanh, có khả năng thay đổi nơi làm việc hoặc nơi ở. Tháng này, khi gặp khó khăn về tài chính, tuổi dậu sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Tuy nhiên, cần lưu ý đến tình cảm gia đình có thể gặp một số vấn đề buồn phiền. Sức khỏe của bố mẹ cũng cần được chăm sóc đặc biệt trong tháng này. Đánh giá, tốt. Tháng 6, khi tuổi dậu sang tháng tân mùi, dự báo vận mệnh trong công việc và kinh doanh sẽ được hưởng thêm sự may mắn. Người tuổi này sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân và việc mưu cầu trong công việc sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời, về mặt tài chính, sẽ gặp những tiến triển tích cực và gia đình cũng sẽ mang đến những tin vui. Sức khỏe trong tháng này khá tốt, ít gặp phải đau ốm. Đánh giá, tốt. Tháng 7, khi bước vào tháng nhâm thân, tuổi dậu sẽ gặp sự ổn định trong công việc, không có những biến động đáng kể. Mặc dù tài chính không phát triển mạnh, nhưng cũng không quá thiếu. Nếu bạn có kế hoạch xuất hành đi xa, thì sẽ gặp may mắn và có cơ hội thu được lợi ích tài chính. Tuy nhiên, hãy đảm bảo an toàn khi di chuyển trên xe cộ. Đánh giá, bình thường, tháng 8, khi tuổi dậu sang tháng quý dậu, công việc và kinh doanh sẽ có sự tiến triển tốt, nhưng cần đặc biệt lưu ý đến thị phi và khả năng xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống và gia đình. Về tài chính, tình hình ổn định và đủ để chi tiêu trong cuộc sống. Tuy nhiên, hãy đặc biệt chú ý đến việc di chuyển trên nước và tránh nguy cơ chấn thương cho tay chân. Đánh giá, bình thường, tháng 9, khi tuổi dậu bước sang tháng giáp tuất, sẽ gặp một số khó khăn về tình cảm gia đình, gia đạo và công việc kinh doanh cũng không thuận lợi. Ngoài ra, sức khỏe cá nhân cũng không tốt, có thể gặp phải các rắc rối về sức khỏe và việc đi xa cũng gặp trở ngại và phiền toái. Lưu ý đặc biệt về vấn đề tiền bạc trong tháng này. Đánh giá, xấu, tháng 10, khi tuổi dậu sang tháng ất hợi, sẽ có sự may mắn hơn, mọi việc có xu hướng đi lên mưu cầu trong công việc dễ dàng và gặp được quý nhân tương trợ. Ngoài ra, trong tháng này, việc xuất hành đi xa sẽ mang lại may mắn và thuận lợi về tiền bạc. Đối với sức khỏe, trạng thái khá tốt và nếu gặp phải bệnh tật thì khả năng hồi phục cũng sẽ nhanh chóng. Đánh giá tốt, tháng 11, khi tuổi dậu sang tháng bính tý sẽ gặp phương diện tiền bạc có xu hướng tiêu pha nhanh chóng, công việc kinh doanh gặp khó khăn và bất lợi. Tử Vi năm 2024 cho biết tình cảm gia đình không tốt và có thể xảy ra những sự cố và phiền muộn trong cuộc sống. Ngoài ra, về sức khỏe cá nhân, cần lưu ý về xương khớp và máu huyết. Đánh giá, xấu. Tháng 12, khi tuổi dậu bước sang tháng đinh sửu, chủ về tài chính gặp sự hao hụt và không đạt được như ý muốn. Đối với công việc kinh doanh, tuy gặp khó khăn nhưng cũng có thể gặp được quý nhân giúp đỡ ngoài ra tình cảm gia đạo thiếu sự hòa khí và bản thân cũng có thể gặp phải vấn đề về sức khỏe đánh giá xấu